Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Ferguson. William. Cú sút rất mạnh nhưng chưa có bàn thắng. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Cú dứt điểm rất mạnh nhưng rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Kim Sung Jiang có thể dứt điểm. Không được. Đường chọc khe. Tóc cờ. Kim Sung Jiang rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Đường chuyền chuẩn xác. Ferguson. Có thể dứt điểm. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Antonio Valencia. Ferguson. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống quá bất bình dị. Anh sẽ làm gì đây? Ferguson. Rất bình tĩnh. Vẫn tiếp tục đi bóng. Không được. Trao đề. Cơ hội tấn công. Đã có một pha phạm lỗi. Ferguson. Ferguson. Aaron Robin. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Kim Sung Jiang giữ bóng rất tốt. Ferguson phối hợp khá đơn giản. Tình huống tuyệt vị đã làm cơ hội để đội bóng của anh ấy có thể vươn lên phía trước đã không còn. Onuha. Kim Sung Jiang. Aaron Robin. Antonio Valencia. Đường chuyền chuẩn xác. Phối hợp khá đơn giản.
bóng đã được phát ra, đường chập khe. Ferguson khoảng trống vào rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Bàn thắng ở tỷ số đã đến và có lẽ nó sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Việc di chuyển nhanh ra hai biên và sử dụng những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyền bóng bổng tốt sẽ giúp cho việc không chiến mang lại hiệu quả tốt hơn. Không được rồi. Ki Sung Jiang. Ferguson. Ferguson. Onuha rất bình tĩnh. Phối hợp khá đơn giản. Giữ bóng rất tốt. Rất nhịp nhàng. Rất trông chảy. Kagawa. Ferguson. Aaron Robin. Wow! Cách biệt lúc này đã là 2 bàn rồi. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Ferguson. Giữ bóng rất tốt. Aaron Robin. Antonio Valencia. Phối hợp khá đơn giản. Ashley Cole. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng.
Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Ferguson đứng trên chuẩn xác. Antonio Valencia chuyển bóng tốt. Kim Sung Jiang On Nguha. Xuất xa. Không vào. Tôi không thể tin được cầu thủ này lại có thể bỏ qua một cơ hội ngon ăn đến như vậy. Phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền bóng vào trong. Phòng ngự rất chắc chắn. Một quả treo bóng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Pha đi bóng rất nỗ lực. Không được. Chuyền bóng tốt. Dứt điểm đi. Không vào. Một tình huống sóng gió bên phía khung thành của thủ môn và chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng gì. Cú sút không được như ý. Rất bình tĩnh. Đường chuyền chuẩn xác. Rất tốt. On Nguha. Kim Sung Jiang. Rất bình tĩnh. Phạm lỗi. Với vị trí như thế này thì nhiều khả năng sẽ là một quả treo bóng vào vòng cấm. Và những cầu thủ có thể hình và sức dướn sẽ gây không ít khó khăn cho thủ môn. Chuyền vào trong. Không được rồi. Aaron Robin. Ngày hôm nay anh đã thi đấu khá tốt và đã có được bàn thắng để Điền Tân Minh lên bảng tỷ số. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Pha dứt điểm là không đủ hiểm hóc. Họ đang chờ Epson không biết mệt mỏi. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Cơ hội. Đội bóng rất nguy hiểm, nhưng có lẽ vị trí phạm lỗi được trọng tài xác định ở ngoài vòng cấm. Trọng tài xác định sẽ có penalty, đồng thời rút ra một chiếc thẻ vàng với cầu thủ phạm lỗi. Đó là tình huống phòng thủ rất non kinh nghiệm. Đây có thể nói là một cơ hội rất tốt để họ có được bàn thắng. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Như vậy là lưới đã rung lên. Bàn thắng đã được ghi. Với một thế trận như thế này thì bàn thắng là một kết quả tất yếu. Một bàn thắng rất đẹp. Pha dứt điểm là rất gọn gàng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt.
Cho tới năm 2013 thì Messi là cầu thủ đầu tiên giành được 4 quả bóng vàng liên tiếp. Đó là một thành tích mà rất khó để các cầu thủ sau này có thể làm được. Một cú sút. Trọng tài đã bắt được vị rất chính xác. Như vậy là sẽ có sự thay đổi người. Như vậy là cầu thủ này đã được ra nghỉ. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm đi. Chuyền vào trong. Với những con người như thế này vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Một sự tính toán hoàn toàn hợp lý của huấn luyện viên khi tung cầu thủ này vào sân thay người. Anh ấy đã có những phút thi đấu rất hay và có cho mình một bàn thắng. Khoảng trống không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm quá hoàn hảo, đó là một kết quả của một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hay. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Với một kết quả bất lợi như thế này thì họ sẽ phải tấn công nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Giữ bóng rất tốt. Đường chuyền chuẩn xác. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Đánh đầu.
Antonio Valencia. Họ cần phải đề cao đội hình hơn nữa ở những phút còn lại để mong có thể kiếm được bàn thắng. Bóng đã được phát ra. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.